Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương mục điểm báo online ngày hôm nay, Chủ nhật 25 tháng 1. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 24 tháng 1 tại Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã cho bằng công nhận danh hiệu huyện Nông Thôn Mới cho huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh. Đây là hai huyện đầu tiên của cả nước được vinh dự đón nhận danh hiệu này sau hơn 4 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông Thôn Mới. Thông tin về nội dung này đăng trên báo Điện tử Chính phủ. Để trở thành huyện nông thôn mới, Xuân Lộc và Long Khánh đã vượt chỉ tiêu 75% số xã phải đạt chuẩn nông thôn mới. Cụ thể Long Khánh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và Xuân Lộc có 12 trên 14 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới chính là cụ thể hóa mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là thực hiện thành công công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cũng là nội dung cụ thể hóa tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn nông thôn. Trên các báo ra ngày hôm nay tiếp tục thông tin những nội dung hoạt động của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham dự những phiên họp quan trọng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Cụ thể, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tham dự và phát biểu tại một số phiên thảo luận quan trọng của Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới, trong đó có phiên thảo luận chương trình nghị sự ASEAN, phiên họp triển vọng địa chính trị toàn cầu 2015. Thông tin về vấn đề này, trang Việt Express có bài viết Cộng đồng kinh tế ASEAN cần vượt qua nhiều thách thức, theo đó tại phiên thảo luận về các nước Đông Nam Á, tập trung vào việc xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng mỗi quốc gia Đông Nam Á cần tăng tốc độ cải tổ kinh tế và để thành công, các nước cần tin tưởng lẫn nhau để cùng giải quyết vấn đề chung. Trên các báo ra ngày hôm nay cũng đưa đến những thông tin về chỉ đạo điều hành của chính phủ và các bộ ngành với các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Báo điện tử chính phủ đưa tin, Thủ tướng Chính phủ có công điện về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Báo điện tử VTV đưa tin, Bộ Tài chính vừa quyết định cấp 62,8 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Sau khi kết thúc hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hai ngày 24 và 25 tháng 1 đã diễn ra hội nghị lần thứ hai, báo Nhân dân đã đăng các nội dung tại hội nghị. Ngoài các nội dung thường niên diễn ra tại mỗi phiên họp như thảo luận báo cáo văn bản, như quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, thì phiên họp lần này lần đầu tiên đã diễn ra nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên đoàn chủ tịch, thành viên đảng đoàn, ban chấp hành đảng bộ, trường các ban đơn vị và trưởng các đoàn thể cơ quan ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam. Bình luận về nội dung này, báo đại đoàn kết có bài viết lần đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm, bài viết đã trích lược nhiều ý kiến từ các đồng chí lãnh đạo các ngành đoàn thể đến nhân dân về sự kiện này. Hầu hết đều cho rằng đây là việc rất thuận, chắc chắn sẽ mang lại những hiệu năng xã hội tốt, dù có thể chưa đúng như nhiều người mong mỏi. Thưa quý vị và các bạn, chủ trương dồn điền đổi thừa của chính phủ đã được triển khai trên cả nước từ nhiều năm nay và nhận được sự đồng thuận của người dân, chính quyền. Tuy nhiên, những bất cập sau dồn điền đổi thừa vẫn chưa hẳn là hết. Đó là nhận định trong bài viết Vướng mắc trong dồn điền đổi thừa đăng trên báo Nhân dân. Bài viết nêu sau dồn điền đổi thừa, những cánh đồng lớn được hình thành. Tuy nhiên, việc chia ruộng lại rất phức tạp do nhiều hộ dân có diện tích ruộng quá nhỏ. Diện tích ruộng chia nhỏ dẫn đến sau dồn điền đổi thừa, ruộng được nhận có chiều rộng rất hẹp mà chiều dài lại lên đến hàng trăm mét. Chưa kể công tác cấp mới sổ đỏ theo hiện trạng đất đã chia cũng gặp khó khăn. Trên các báo ra ngày hôm nay cũng đưa đến những thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết: Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tăng. Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1 đạt 12,11 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2014. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam chỉ đạt 5,79 tỷ đô la Mỹ, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Thông tin về nội dung này, báo tuổi trẻ đưa tin, Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số tiêu dùng tháng 1 năm 2015 giảm 0,2%. Đây là lần đầu tiên trong khoảng 10 năm qua, CPI tháng cận Tết lại tăng âm. Lý giải nguyên nhân của vấn đề này, Tổng cục Thống kê cho rằng việc nhiều nhóm hàng quan trọng giảm giá, nhất là giá xăng dầu giảm mạnh khiến các mặt hàng như lương thực, thực phẩm không có sự tăng giá cao như mọi năm tới đây chương mục điểm báo online xin được khép lại cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt